ở chùa Ba Vàng thì có cái thằng Thích Trúc Thái Minh á, nó chữa bệnh ung thư bằng cách là nó thỉnh vong oan gia trái chủ về. Thỉnh oan gia trái chủ không phải là mê tín. Thứ nhất, cái việc oan gia trái chủ là có thật. Cái này kinh Từ Bi Thủy Sám là minh chứng cho chúng ta. Và rất nhiều các bài kinh Phật khác nói về chuyện nhân quả báo oán. Thuyết thỉnh oan gia trái chủ đó là không phải của Phật giáo. Trước nhất là chùa Ba Vàng gồm thầy chủ trì là Trúc Thái Minh và bà Phạm Thị Yến đã dùng sai thuật ngữ Phật học. Rồi nó kêu gọi cúng dường cho nó, cúng càng nhiều càng tốt, mà đòi bao nhiêu cúng bấy nhiêu. Cho con một đứa con như thế thì không cho đứa nào con sống làm sao được. Thế thôi con mình con bạch tầy con không sống nổi như này á. Đấy là nghiệp của cô đấy, trong kiếp trước là phù thủy đấy. Mạng của cô là còn nó còn đấy đấy, chứ không phải không, nó không nên nó bảo là không lấy tiền, nó lấy mạng của cô đấy. Cúng dường 5 triệu đồng, làm công quả 24 ngày. Ở trong Nam á, thì một đám thờ tu thằng thì đi tu mà xui dân ăn dùn đất để chữa bệnh. Quay về chơi trong trời đất cũng có một loại dược liệu chữa được hết, là con địa long, con trùng. Nếu mà thì chỉ uống địa long một ngày hết, nếu mà mình uống nửa năm hết, mà nếu là thì uống năm hai năm hết, thì nó thật. Không tin về uống thử. Rồi thằng thì là đi tu mà nó rao giảng về tình dục, nó nói nó dày về tình dục, nó nói là một tuần vợ chồng quan hệ bao nhiêu lần thì tốt, rồi quan hệ thế nào thì tốt. Thì cái công thức nó rất là đơn giản. Tuổi từ 20 đến 29 thì lấy bằng con số 2, 30 đến 39 thì lấy bằng số 3, tương tự là 60 đến 69 là lấy bằng số 6, 70 đến 79 là lấy bằng số 7. Nhân với con số 9, lấy cả con số đầu đó đó, nhân với con số tính thì nó ra hai con số. Con số đầu chỉ cho số tuần, con số sau đó chỉ cho số lần đó, được quan hệ vợ chồng. Một thằng thì kêu gọi là để Phật tử là gọi như cúng dường chuyển khoản, và đừng ngồi nên đột nhang để góp tiền lại cúng dường cho nó. Cúng chuyển khoản và cúng trực tiếp ở bàn thư ký của chùa, hay là bỏ tiền vào thùng phước sư tại chùa, nó thuộc về ba cách thức cúng dường khác nhau. Còn cái nội dung cúng, tức là cụ thể hơn đó là số tịnh tài được dân cúng trong tình huống này là giống nhau, thì giá trị của việc cúng đó là tương đương, không có cái nào gọi là phước báo lớn hơn hay là phước báo ít hơn. Tôi thì vẫn khích lệ các việc cúng dường qua việc chuyển khoản. Tôi đề nghị quý vị đó là nên thay đổi thói quen. Thay vì mỗi năm mình có thói quen là mình đốt là 30 bó hương, quy đổi đi 30 bó đó, nếu mình mua tương đương là 500.000 đồng, thì hãy lấy 500.000 đồng đó đến cúng dường cho chùa. Đớp ý tôi nha. Rồi giờ nó mới xuất hiện một thằng nữa. Thằng này là nó nói là bỏ chồng bỏ con chứ không bỏ Phật. Chồng nó bỏ càng tốt, chồng nó bỏ lấy chồng hai chồng ba. Tao nói thật với chúng mày á, chúng mày tu hành mà chúng mày đạt đến cái cảnh giới này á, thì ông Đức Phật á phải gọi chúng mày bằng sư tổ nhá. Cái thằng này nó mất dạy thiệt á.